Hokage chi tối cường Kakashi mặc uyên cửu nghiễn trùng sinh Kakashi nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com mái tóc dài màu trắng bạc miếng vải đen mặt nạ mắt trái Konoha hộ chán cái này đây là Hatake Kakashi đêm tối phía dưới một cái gầy gò thiếu niên tại đối tấm gương một mặt chấn kinh chuyện gì xảy ra ta làm sao biến thành Kakashi? thiếu niên khiếp sợ khuôn mặt phía dưới tự lẩm bẩm một lát sau một trận ký ức dâng lên thiếu niên phát ra rên lên một tiếng liền té xỉu trên ánh trăng bên trong sao thiếu niên lắc lắc đầu nặng trĩu lắc ung dung địa bò lên đặt mông ngồi ở trên sàn nhà nhìn xem bốn phía rõ ràng nhật thức phòng ngủ thiếu niên khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười khổ nhìn ngoài cửa sổ một mảnh hỗn độn thiếu niên khẽ thở dài một tiếng cửu vĩ tri loạn tứ đại cái chết còn có obito lâm đây là ninja thế giới mà mình trở thành hatake kakashi cái kia cả đời bi kịch nam nhân trước năm mất cha về sau đã mất đi bằng hữu tốt nhất obito sau đó tự tay giết chết khác một người bạn lâm bây giờ lại mất đi dạy bảo lão sư của mình minato có lẽ là cảm xúc to lớn ba động mới khiến cho cái này đến từ địa cầu linh hồn chiếm cư Kakashi thân thể. Nhưng Kakashi linh hồn cũng không có như vậy tiêu tán, mà là cùng cái này đến từ địa cầu linh hồn tương hỗ dung hợp, cũng chính bởi vì dạng này vừa mới sẽ phát sinh té xỉu sự tình. Kakashi vuốt vuốt ngân mái tóc màu trắng, ngơ ngác nhìn mình trong kiếng, yếu ớt thở dài, nói: Đến đâu thì hay đến đó đi. Lúc này đã là nửa đêm, cũng là cửu vĩ tứ ngược sau buổi tối đầu tiên, toàn bộ Konoha đều lộ ra một cỗ tĩnh mịch, bất luận là thôn dân vẫn là ninja, bọn hắn đều quá mệt mỏi. Ngoại trừ cần thiết phòng bị, những người khác sớm đã tiến vào mộng đẹp. Ngày mai sẽ là người chết tang lễ, trong đó có Konoha sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage, cũng là Kakashi lão sư, Namikaze Minato có lẽ là nhận kakashi lưu lại ý thức ảnh hưởng thiếu niên cảm thấy mười phần buồn khổ nhẹ nhổ một ngụm chọc khí thiếu niên đứng dậy đi tới giường của mình một bên nằm sấp ở bên trên ánh mắt bên trong có là mê mang konoha kỹ sư seri nhân kakashi có lẽ tại giai đoạn trước kakashi vũ lực giá trị cũng không tệ lắm nhưng là tại hậu kỳ nhất là nhẫn giới đại chiến thời điểm Kakashi phát huy tác dụng liền càng ngày càng nhỏ, ngoại trừ cùng Obito đánh đánh pháo miệng, còn lại đều là nhân vật chính sự tình. Cuối cùng có thể giúp một tay, vẫn là mượn Obito sau khi chết tạm thời ban cho hoàn chỉnh seri nhân. Mà lại Kakashi còn đã từng chết qua một lần, tại đối mặt Rinnegan thiên đạo thời điểm, thân tử đạo tiêu, nếu như không phải Naruto miệng độn thuyết phục Nagato sử dụng ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, Kakashi sớm đã trưởng chôn dưới mặt đất. Nhưng là Kakashi là được xưng là nhân vật thiên tài, 12 tuổi thượng nhẫn, đổi mới Konoha ghi chép, ngay cả Itachi đều không có bực này thành tích, về sau làm sao lại biến thành dạng này. Kakashi càng về sau có một loại chẳng khác gì so với người thường cảm giác, mặc dù mạnh thì mạnh đã, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy cường đại với ai đối đầu đều có thể chống đỡ một hồi nhưng là động một chút lại lam không đủ đến mức bị gọi đùa vì hatake chia năm năm có người nói kakashi trưởng thành tại tứ đại sau khi chết liền trở nên mười phần chậm chạp đến mức tại hậu kỳ dần dần theo không kịp nhân vật chính bộ pháp tứ đại thời điểm chết, Kakashi bất quá mới 13-14 tuổi, chính là ninja thực lực cao tốc tăng lên thời kỳ, quân không thấy Naruto cùng Sasuke tại 13 đến 16 tuổi thời điểm. Thực lực tăng lên khủng bố cỡ nào, vũ lực giá trị bão táp, thỏa thỏa ảnh cấp, cuối cùng càng là siêu việt ảnh cấp, trở thành thế giới Naruto bên trong tại thế người bên trong nhất là tồn tại cường đại bởi vậy có thể thấy được Kakashi bởi vì chung quanh người chết đưa đến tại thực lực phi tốc tăng lên thời kỳ vàng son thư giãn, đến mức về sau nghĩ cố gắng thời điểm, đã quá muộn. Mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng lại không có 10 phần to lớn bay vọt. Kakashi nghĩ đến nơi này, liền chỉnh lý tốt suy nghĩ, nhìn xem cũng không tráng kiện, nhưng lại tràn đầy lực bộc phát cánh tay. Kakashi biết thế giới này rất nguy hiểm, cho nên, muốn sinh tồn nhất định phải cố gắng. Cũng may mình cũng không phải là từ số không bắt đầu, nguyên bản Kakashi tố chất thân thể cùng nhẫn thuật đều tại, chỉ cần quen thuộc thân thể, liền tạm thời có chiến đấu vốn liếng. Đây chính là thượng nhẫn thực lực. 14 tuổi Kakashi, lúc này Naruto vừa vừa ra đời, cách kịch bản bắt đầu còn có 12 năm, cách đại quyết chiến cuối cùng còn có 17 năm. 17 năm, Kakashi siết chặt nắm đấm của mình, thầm nghĩ 17 năm, mặc dù thời gian còn rất dài, nhưng là, vẫn là phải nắm chắc. Nguyên bản Kakashi thực lực vẫn là rất toàn diện, bất luận là thể thuật, huyễn thuật, nhẫn thuật đều rất ưu tú, lại thêm xuất sắc đầu não, có thể nói là một cái mười phần sáng trói nhân vật. Bằng không cũng sẽ không hấp dẫn một đống lớn fan hâm mộ. Kakashi nổi danh nhất liền là nhân danh xưng Copy Ninja rất nhiều người đều cảm thấy kakashi thành cũng seri nhân bại cũng seri nhân kỳ thật đó cũng không phải không có đạo lý quả thật có seri nhân kakashi lấy được to lớn thành tựu nhưng là từ khác một phương diện tới nói seri nhân cũng hạn chế kakashi trưởng thành kakashi bản liền là thiên tài thiên phú xuất chúng nếu như không phải seri nhân chế ước nói không chừng có thể trưởng thành đến cao hơn trình độ có người nói Kakashi chakra thiếu, xác thực tại kịch bản bên trong không khó phát hiện, Kakashi động một chút lại nói chakra không đủ. Nhưng Kakashi chakra thật ít như vậy sao? Kỳ thật không phải Kakashi chakra cũng không ít, sẽ tiêu hao địa nhanh như vậy nguyên nhân là bởi vì seri nhân không phải uchiha nhất tộc kakashi sử dụng nhân có rất lớn hạn chế một là nhân không cách nào quan bế dẫn đến chakra mỗi thời mỗi khác đều đang tiêu hao hai là sử dụng nhân lúc chakra tiêu hao tăng lên thậm chí tại quá độ sử dụng thời điểm sẽ còn đối thân thể tạo thành rất lớn tổn thương đây cũng là vì cái gì kakashi thường xuyên sử dụng hết nhân liền té xỉu nguyên nhân nếu như kakashi không nhận seri nhân ước thúc chakra tổng lượng là không thua hokage đệ tam đây cũng không phải là không có căn cứ tại quan phương số liệu bên trong hokage đệ tam chakra số liệu cùng kakashi là ngang hàng cho nên kakashi chakra tổng lượng có lẽ thật không nhiều nhưng là cũng không trở thành xuất hiện loại kia động một chút lại chakra không đủ tình huống có thể thấy được seri nhân đối Kakashi Chakra hạn chế đến cỡ nào nghiêm trọng. Cho nên Kakashi thực lực muốn phát triển, một là giải trừ seri nhân đối tự thân hạn chế, hai là tăng lên Chakra lượng. Kakashi nhẹ vỗ về mắt trái, có thể cảm nhận được trong mắt có một cổ trích nhiệt mà lại có một loại tà ác lực lượng ngay tại sinh sôi. Kakashi có thể cảm nhận được Seri Nhân chính đang từ từ tiêu hao mình chakra, mặc dù không nhiều nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao. Kakashi sốc lên vòng bảo hộ, chỉ gặp một đạo sẹo đau dữ tợn xuyên qua mí mắt, trong mắt là một mảnh tinh hồng màu đen tam câu ngọc chậm rãi xoay tròn lấy. Đây chính là Seri Nhân danh sưng Hokage thứ nhất đại treo, cái này treo còn chỉ nhận Uchiha nhất tộc, người khác dùng đều là tác dụng phụ một đống. Kakashi dùng một con, khiến cho tinh bì lực tẫn, Danzo dùng một đống, đem thân thể của mình khiến cho loạn thất bát tao, di thực một đống đồ vật mới có thể sử dụng, làm cho người không giống người. Quỷ không giống quỷ, càng là lực lượng cường đại, nỗ lực đồ vật cũng lại càng nặng, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Hokage chi tối cường Kakashi mặc uyên cửu nghiễn tang lễ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại Kakashi trong nhà trên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt thiếu niên lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy. Một đêm không ngủ, Kakashi thay đổi toàn thân áo đen, mang trên đầu hộ chán cột chắc, liền ra cửa. Konoha thôn lụi bại trên đường cái top 5 top 3 kết bạn mà đi, mỗi một cá nhân đều mặc toàn thân áo đen, trong tay cầm tế điện dùng bạch hoa, ánh nắng chiếu rọi để Kakashi có chút không thích ứng, ngân bạch lông mày nhíu, độc nhãn ánh mắt để Kakashi còn không có hoàn toàn quen thuộc, lại thêm một đêm không ngủ mỏi mệt. Kakashi đột nhiên cảm giác được có chút mê muội, thân thể cũng có chút lắc lư. Kakashi, người thế nào, lúc này, một đôi tay đỡ lung lay sắp đổ Kakashi, thô kịch thanh âm cũng theo đó chuyển đến kakashi nhìn lại chỉ gặp một đồ dưa hấu đầu ra hiện tại trước mắt toàn thân cao thấp lại đều là lục sắc lục sắc quần áo bó đầu dưa hấu mày rậm lông người trước mắt thân phận vô cùng sống động a à, gai a à, ta không sao kakashi nói tránh thoát gai tay đứng thẳng người gai nhíu nhíu mày nói kakashi sắc mặt của ngươi nhìn thật không tốt a à, không có việc gì chỉ là có chút mệt mỏi gai thở dài lập tức nói kakashi ta cả đời đối thủ chúng ta tới so tài một chút ai tới trước tang lễ hiện trường đi kakashi nhìn gai một chút nói thật có lỗi gai hôm nay thôi được rồi kakashi thanh xuân là không thể chán trường như vậy gai nói trong mắt toát ra một đoàn nhiệt huyết chi hòa kakashi cười cười nói gai ta không sao hôm nay thanh xuân liền tạm thời trước gác lại đi chúng ta đi tang lễ đi gai cũng cười láo lĩnh nói Tốt Kakashi, ngươi thật giống như không mang bạch hoa. Kakashi sững sờ, mình quả thật không có chuẩn bị. Gai từ phía sau xuất ra hai đóa bạch hoa, một đóa đưa cho Kakashi, nói: "Cầm đi, ta liền biết ngươi sẽ quên chuẩn bị." Kakashi tiếp nhận, trong lòng ấm áp. Hai người câu được câu không địa trò chuyện, rất nhanh liền đi tới tang lễ tang lễ ở giữa, có một tấm hình, trên tấm ảnh, một cái một mặt ôn hòa nam tử chính cười, tóc màu vàng kim, như là một cái mặt trời. Đây chính là Konoha nhẫn thôn thứ tư thay mặt Hokage, tốc độ có một không hai nhẫn giới, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật màu vàng lấp lóe. Cái này sử thượng trẻ tuổi nhất thiên tài Hokage, bây giờ lại trở thành lịch sử. Kakashi nhất thời có chút hoảng hốt. Một bên gai lúc này nói ra. Kakashi, tứ đại Hokage đại nhân dùng tính mạng của mình bảo vệ thôn, là vĩ đại anh hùng, a, à, đúng vậy a, à, thật vĩ đại, Kakashi, có một ngày ta cũng muốn giống anh hùng đồng dạng chết đi. Kakashi quay đầu, nhìn xem cái này trang phục hôi hài nam tử, giờ khắc này, sắc mặt của hắn không có bình thường chất phác mà là một loại chưa từng thấy qua nghiêm túc cùng trang trọng. Gai, ta hy vọng ngươi có thể bình an đến già, mà không phải như vậy oanh oanh liệt liệt chết đi, Kakashi, đây không phải ninja kiểu chết. À, thế nhưng là ta hy vọng ngươi không nên chết tại phía trước ta. Nếu như ngươi tưởng tượng anh hùng hy sinh, xin chết tại ta về sau được không? Ta không muốn tham gia ngươi tang lễ. Kakashi, ngươi, lúc này, một cái lớn tuổi lão giả đi tới, nói kakashi gai kakashi cùng gai màu đậm nghiêm một chút nói hokage đệ tam đại nhân một thân hokage bảo người đến chính là hokage đệ tam sarutobi hiruzen đời thứ ba nói kakashi ngươi trở nên có chút không đồng dạng kakashi im lặng đời thứ ba thở dài nói chỉ cần có lá cây bay múa địa phương lửa liền sẽ thiêu đốt lửa cái bóng sẽ chiếu sáng thôn đồng thời để mới lá cây nảy mầm đương nghĩ muốn bảo vệ mình chân quý nhất người lúc ninja lực lượng chân chính mới có thể biểu hiện ra ngoài kakashi ngươi rõ chưa minh bạch nhưng là ta không muốn ta chân quý người chết trước mặt ta đặc biệt là vì bảo hộ ta vậy ngươi liền trở nên cường đại lên đi cường đại đến có thể bảo hộ hết thảy dùng ngươi viên kia chân quý đồng bạn tâm đi cải biến đây hết thảy kakashi sững sờ lập tức nghiêm túc nói ta biết đời thứ ba đại nhân đời thứ ba nhẹ gật đầu nói đi thôi nên tiến vào ừm. gai đi thôi kakashi nói xong liền đi vào nghĩa trang a à, kakashi chờ ta một chút gai kịp phản ứng ba chân bốn cẳng đuổi theo kakashi tàng lễ kéo dài một ngày chạng vạng tối thời điểm kakashi kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới nhà của mình kakashi còn ở tại hatake ra trong chỗ ở cũng chính là konoha răng trắng khi còn sống chỗ ở còn không có dọn ra ngoài đã mất đi phụ thân về sau cái nhà này liền trở nên có chút trống rỗng nằm trong nhà trên giường, Kakashi sờ lên mắt trái, Seri nhận ấm áp một mực không có ngừng qua, Kakashi có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Cái này Seri nhận không giờ khác nào không tại tiêu hao thể lực cùng chakra, cũng khó trách lúc đầu Kakashi chịu không được đánh lâu dài. Có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này? Trong nguyên tắc Kakashi không có giải quyết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy Serenian mang theo Obito ý chí, không đành lòng động nó, nhưng bây giờ nếu là ta chủ đạo. Tự nhiên không thể lại lưu như thế một cái bó cánh tay, Kakashi sờ lên cái cằm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên, nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như muốn tại bình thường không sử dụng Serenian thời điểm đem nó phong ấn, hẳn là có thể giải quyết cái vấn đề này, phong ấn thuật sao? giống như trong trí nhớ không có phương diện này nhẫn thuật, về sau sẽ phong tà pháp ấn hiện tại cũng sẽ không, mà lại coi như sẽ cũng không thích hợp dùng để phong ấn Serenian. Nếu như Minato lão sư còn tại liền tốt, có thể hướng hắn thỉnh giáo, Kakashi thở dài, bất quá lại không có cảm thấy vô kế khả thi. Phong ấn thuật mặc dù khó tìm, nhưng là Kakashi vẫn là có biện pháp lấy được. Đầu tiên, Hatake gia tộc mặc dù bây giờ chỉ còn lại Kakashi một người, nhưng là gia tộc truyền thừa vẫn còn, nhất là răng trắng bực này ảnh cấp cường giả, tất cả nhẫn thuật cũng là không ít. Trong đó phong ấn thuật mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải không có. Đón lấy, Minato lão sư thê tử, Uzumaki Kusina phong ấn thuật chi cao, chỉ sợ toàn bộ Konoha đều không có người nào có thể vượt qua, Minato lão sư phong ấn thuật đều là Kusina dạy mặc dù bây giờ Minato lão sư hai vợ chồng đã chết đi nhưng là tại Kakashi lần trước sinh nhật thời điểm Kushina đã từng đưa qua một quyển phong ấn quyển trục cho Kakashi chẳng qua là lúc đó Kakashi đối phong ấn thuật không có bao nhiêu hứng thú cho nên còn không có nhìn qua cuối cùng lấy hokage đệ tam đối kakashi coi trọng cấm thuật có lẽ có ít phiền phức nhưng là một hai cái đủ để phong ấn seri nhân phong ấn thuật tin tưởng đời thứ ba vẫn là nguyện ý cho chỉ là muốn cùng đời thứ ba giải thích phong ấn seri nhân còn thật phiền toái dù sao lúc trước vì lưu lại seri nhân minato lão sư cùng đời thứ ba không ít đối mặt uchiha nhất tộc áp lực vẫn là trước nhìn xem sư mẫu cùng phụ thân lưu lại phong ấn quyển trục đi, nhìn xem có không có cái gì thích hợp nhẫn thuật, Kakashi thầm nghĩ. Kakashi dựa theo ký ức từ trong phòng lấy ra Kushina cho mình quyển trục nhìn lại. Thật lâu, Kakashi thở ra một hơi, nói, cái này phong ấn thuật thật đúng là phức tạp, nếu không có nguyên thân cơ sở, chỉ sợ một chữ đều xem không hiểu. Đáng tiếc, Kusina sư mẫu cho quyển trục bên trong đều là phong ấn thuật cơ sở, còn có một số thực dụng phong ấn thuật. Mặc dù cũng mười phần khó được nhưng lại không có đủ để phong ấn nhân phong ấn thuật. Duy nhất một cái phong ấn thuật lại là hậu thế sử dụng phong tà pháp ấn, ngược lại cũng coi là một cái thu hoạch, Kakashi nghĩ nghĩ, thầm nghĩ xem ra quyển trục này bên trong là không có muốn phong ấn thuật như vậy liền chỉ có thể nhìn một chút phụ thân lưu lại quyển trục bên trong có không có cái gì phong ấn thuật hokage chi tối cường kakashi mặc uyên cửu nghiễn phát triển quy hoạch nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com kakashi cầm lấy bên cạnh đèn pin đi tới hatake ra hậu viện đi tới hatake ra từ đường Nơi này cung cấp Hatake ra lịch đại gia chủ, đồng thời cũng là Hatake ra bí ẩn chỗ. Dưới ánh đèn lờ mờ, ở giữa từ đường bên trên bầy biện bốn cái bài vị, mà cái cuối cùng, chính là Kakashi phụ thân, Hatake Sakumo, được người xưng là Konoha răng trắng. Ngay cả tam nhẫn đều mặc cảm tồn tại. Nói trở lại, Kakashi phụ thân, sư phó, học sinh, đều là nghiêu bức lòe lòe nhân vật A, từ đường bên cạnh, chính là Hatake ra cất giữ nhẫn thuật địa phương. Kakashi cung kính hướng bài vị bái, sau đó liền đi tới bên cạnh một mặt tường bích nơi đó, ngồi xổm người xuống, Kakashi ngón tay tung bay, quát. Giải, ở giữa nguyên bản bằng phẳng địa phương lộ ra một cái động lớn, bên trong một mảnh đen như mực. Kakashi cũng không kinh ngạc tại nguyên thân trong trí nhớ, đây cũng là Hatake ra cấm địa. Kakashi không chút do dự nhảy xuống, không bao lâu, liền có một loại cước đạp thực địa xúc cảm. Mở ra đèn pin, đập vào mắt chỗ là một loạt lại một loạt giá sách, phía trên bài phóng thành trên ngàn trăm quyển trục thật đúng là không ít a à, hatake ra quả nhiên vẫn là có chút nội tình liền là nhân khẩu mỏng manh không phải chưa hẳn không thể tại konoha trở thành cường thịnh nhất tộc hatake nhất tộc tại konoha địa vị kỳ thật có chút xấu hổ tại thế chiến thứ hai qua đi hatake gia nhân số vẫn không vượng cơ bản đều là đơn truyền nhưng chính là cái này một cá nhân Quả thực là nâng lên một cái gia tộc mà lại danh vọng không nhỏ, cho dù là Hyuga cùng Uchiha dạng này đại tộc cũng không dám xem thường Hatake nhất tộc. Bất quá, bây giờ răng trắng mất sớm, Kakashi tuy là thượng nhẫn, nhưng là còn không có hoàn toàn trưởng thành, cho nên phần này danh vọng cũng liền tiểu không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại bộ phận đều là ngũ hành độn thuật, trong đó, lôi độn nhẫn thuật nhiều nhất. Dù sao Hatake nhất tộc trên cơ bản đều có lôi thuộc tính. Cái khác còn có một số so khá thường gặp nhẫn thuật tỉ như tam thân thuật loại hình. Tại một cái góc vắng vẻ bên trong, lẻ loi chơi trọi địa bầy biện mấy cái quyển trục, Kakashi lòng có cảm giác, đem nó cầm lên, ở giữa quyển trục khía cạnh viết, Hatake đao thuật. Đao thuật, răng trắng dựa vào thành danh tuyệt kỹ, Kakashi từ nhỏ đã bắt đầu học tập nhẫn thể thuật. Răng trắng đao thuật cũng không chỉ là đơn giản thể thuật mà là cùng loại với tại rai right kích nhẫn thể thuật không phải bằng vào một thanh răng trắng đoản đao. Như thế nào lại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật? Cần biết ninja đến cuối cùng, từng cái hủy thiên diệt địa. Kakashi lật xem quyển trục kỳ thật nguyên thân cũng từng lật xem rất nhiều lần, chỉ là khi lấy được nhân về sau, Kakashi từ bỏ đao thuật, không tiếp tục tiếp tục tu luyện nguyên nhân rất đơn giản răng trắng đao thuật tu luyện tới hậu kỳ đồng dạng cần khổng lồ chakra làm cơ sở mới có thể phát huy lực lượng khổng lồ một đao đoạn sơn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng seri nhân phía dưới kakashi chakra chẳng những bị hạn chế ở ngay cả tăng trưởng tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp Muốn biết, bây giờ Kakashi chính là phi tốc phát dục thời điểm, cũng là chakra tăng trưởng nhanh chóng nhất thời điểm, nhưng lại bởi vì Serenian. Khiến cho cái này tăng trưởng tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp. Kakashi cẩn thận lật xem quyển trục nội tâm 10 phần xúc động, cái này cường đại nhẫn thể thuật, sao có thể không học. Kakashi nắm chặt nắm đấm, trong lòng đối phong ấn Serenian ý nghĩ càng thêm kiên định. Kakashi muốn phong ấn Nhân cũng không phải là muốn từ bỏ, mà là muốn giải trừ đối với tự thân hạn chế. Đạt được Nhân không sai biệt lắm có thời gian 2 năm, tam câu ngọc Nhân Kakashi đã sử dụng địa hết sức quen thuộc, còn lại Mangekyo Sharingan Mặc dù Kakashi đã cùng Obito cùng một chỗ mở mắt, nhưng là lúc này Kakashi tinh thần lực còn chưa đủ lấy lần nữa mở ra, điểm này tại mới Kakashi ký ức dung hợp thời điểm liền đã biết. Hai cái linh hồn dung hợp còn không có hoàn toàn, chờ đến chân chính hoàn toàn dung hợp thời điểm, Kakashi tinh thần lực sẽ tăng trưởng chỉ ít gấp đôi, đồng thời Mangekyo tự nhiên cũng có thể sử dụng. Chỉ là kia cường đại tác dụng phụ, để Kakashi có chút chùn bước, tạm thời vẫn là không muốn tùy tiện vận dụng cho thỏa đáng. Nói tóm lại, Serinian có thể làm đòn sát thủ, nhưng là không thể quá ỉ lại, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ liền là phong ấn Serinian, để thực lực bản thân trước thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể hoàn toàn nắm giữ Serinian. Kỳ thật tại Kakashi trong lòng vẫn là có đối seri nhân tiến hóa ý nghĩ. Mangekyo seri nhân còn chưa đủ cường đại, sẽ còn đối mặt lực tạo thành ảnh hưởng, chỉ có thể ít dùng. Mangekyo muốn tiến thêm một bước, liền là vĩnh hằng Mangekyo, nhưng là cần mới huynh đệ chi nhãn, hay là họ hàng gần mới có thể thành công, chỉ ít trong nguyên tắc là nói như vậy. Đối với cái này, Kakashi cũng không cho là như vậy. Mangekyo tiến hóa dùng hai đôi Mangekyo đúng là một cái đường tắt, nhưng là không có nghĩa là là đường tắt duy nhất. Tại Kakashi xem ra, một đôi Nhân không cách nào hoàn thành tiến hóa, là bởi vì tinh thần lực không đủ. Mà hai đôi tương hỗ dung hợp, lẫn nhau tinh thần lực điệp ra, bởi vì mới hoàn thành tiến hóa. Đây cũng là tại sao muốn huynh đệ ở giữa hay là họ hàng gần ở giữa mới có thể, bởi vì chỉ có họ hàng gần ở giữa tinh thần lực mới có thể dung hợp. Mà Kakashi không cần, hắn nguyên bản tinh thần lực xác thực không đủ, nhưng là bây giờ hai cái linh hồn dung hợp để Kakashi có thường nhân khó mà với tới tinh thần lực. Lại thêm, Kakashi chỉ cần bồi dưỡng một con Serenian, đôi này tinh thần lực yêu cầu cũng thấp rất nhiều. Cho nên, chỉ cần Kakashi Chakra đạt tới cùng tinh thần lực kết hợp hoàn mỹ, Vĩnh Hằng Mangekyo chưa hẳn không có khả năng. Đương nhiên, nói đơn giản, làm còn cần chậm rãi tìm tòi. Về phần sau cùng Rinnegan, Kakashi chỉ có thể tướng hy vọng ký thác tiên thuật phía trên. Không sai, liền là tiên thuật làm konoha một viên kakashi tự nhiên là không cách nào đi ăn cắp đời thứ nhất tế bào cái này bị phát hiện khẳng định là muốn trở thành phản nhẫn kakashi còn không nghĩ như thế chỉ ít tại không có thực lực tuyệt đối trước đó cách làm này quá nguy hiểm Rinnegan là tiên nhân chi nhãn là seri nhân cùng tiên nhân chi thể kết hợp nói cách khác chỉ cần có seri nhân cùng tiên lực liền có khả năng chỉ cần tự thân khai phát tới trình độ nhất định loại này thần kỳ năng lực sẽ xuất hiện kakashi không biết cái này có thể thành công hay không nhưng là xác thực đáng giá thử một lần coi như không thành công học được tiên thuật đối thực lực bản thân cũng là một cái rất tốt tăng lên về phần chỗ nào học liền phải từ từ quy hoạch đơn giản liền là ba đại thánh địa bất luận là tiên thuật vẫn là Seri Nhân đều cần khổng lồ chakra làm trèo chống, cho nên việc cấp bách vẫn là chakra. Kakashi nhổ một ngụm chọc khí vừa mới xuyên qua không lâu. Đối với Seri Nhân, Kakashi tạm thời cũng liền nghĩ đến nhiều như vậy. Đối trước mắt, Kakashi tới nói, Seri Nhân vẫn là hại lớn hơn lợi. Đợi đến Kakashi trưởng thành tới trình độ nhất định, Seri Nhân năng lực mới có thể chân chính phát huy được tác dụng phục chế ninja nghe rất lợi hại, kỳ thật có chút có hoa không quả. Hokage chi tối cường Kakashi mặc uyên cửu nghiễn thân thế chi mê. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Xem hết đao thuật quyển trục Kakashi đem nó thu vào cái này đao thuật Kakashi muốn. Xoay người Kakashi nhìn về phía một góc khác nơi đó chất đầy cho bụi nhưng là phía trên lại viết ba chữ ba cái để Kakashi tâm động không ngừng chữ. Phong ấn thuật, đem phía trên cho bụi quét tới, chỉ gặp giá sách bên trên chỉnh tề địa trưng bày ba cái quyển trục. Kakashi cầm lấy quyển sách thứ nhất, không khỏi con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói: "Tứ tượng phong ấn, cái này, cái này sao có thể, cái này không phải do Kakashi không kinh ngạc, tứ tượng phong ấn, kia là tộc Uzumaki đồ vật, làm sao lại ra hiện tại nơi này?" Kakashi là tộc Uzumaki hậu duệ. Chẳng lẽ là kia trong nguyên tác chưa hề xuất hiện răng trắng thê tử? Làm sao lại như vậy? Nếu như Kakashi thật là tộc Uzumaki hậu duệ, chakra hẳn là phá trần mới là, liền xem như nhận seri nhân hạn chế kia cũng không nên dạng này mới là. Chẳng lẽ lại một con seri nhân so nửa cái cửu vĩ còn lợi hại hơn? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại là Kakashi không có kế thừa tộc Uzumaki thiên phú? kakashi lắc đầu suy nghĩ một nháy mắt có chút hỗn loạn kakashi trong trí nhớ chưa hề chưa từng gặp qua mẹ của mình răng trắng cũng cực ít nâng lên thật chẳng lẽ chính là tộc uzumaki người trong thôn chưa hề không có người thấy kakashi mẫu thân ngay cả đời thứ ba đều không có kakashi chỉ biết phụ thân lúc còn trẻ ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ bị trọng thương một năm về sau mới trở về mà lại mang theo vừa ra đời chính mình khi đó, giống như chính là cơn xoáy chi quốc bị diệt thời điểm. Kakashi giật mình bừng tỉnh, đây là trùng hợp sao? Trong lúc nhất thời, phảng phất có muôn vàn suy nghĩ phủ hiện tại Kakashi trong lòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nguyên tắc, Kakashi chết bởi bên chi thủ, tại cái này về sau, gặp được răng trắng, loại kia trạng thái, hẳn là chết mới là, không phải, như thế nào lại bị Nagato luân hồi thiên sinh chỗ phục sinh kia răng trắng dựa vào cái gì tại chết mấy chục năm về sau còn có thể cùng kakashi đối thoại loại cảm giác này cùng Minato kushina tướng mình chakra phong ấn tại Naruto trên thân giống như chẳng lẽ răng trắng cũng tướng mình chakra phong ấn tại kakashi trên thân không đúng không phải chakra là linh hồn kakashi giật mình đột nhiên nhớ tới sau cùng quyết chiến túi triệu hoán một nhóm chết đi cường già ngoại trừ jiraiya hài cốt không còn hokage nhóm linh hồn bị thi quỷ phong tẫn phong ấn có danh tiếng cường giả bên trong chỉ có răng trắng không có được triệu hoán là túi quên sao chuyện này không có khả năng lắm dù sao răng trắng tên tiếng vang dội so tam nhẫn có phần hơn mà không kịp cho nên giải thích duy nhất liền là răng trắng rất có thể là bị cùng loại với thi quỷ phong tẫn phong ấn thuật chỗ giam cầm túi thử triệu hoán qua răng trắng, nhưng là thất bại, cho nên coi là răng trắng không cách nào triệu hoán. Mà tại cùng Kakashi gặp mặt về sau, răng trắng linh hồn phong ấn như vậy giải trừ, nhưng là túi lại không có làm lần thứ hai nếm thử, cho nên không có uổng phí răng xuất hiện. Cái này có lẽ liền là túi vì cái gì không có triệu hoán răng trắng nguyên nhân. Về phần Răng Trắng vì cái gì đem linh hồn của mình phong ấn tại Kakashi trên thân, rất có thể là nghĩ giao phó Kakashi sinh mạng thứ hai. Kakashi chết mới có thể nhìn thấy Răng Trắng, lúc này gặp mặt cũng không có ý nghĩa, trừ phi Răng Trắng có thể để cho Kakashi phục sinh. Trong nguyên tắc, Răng Trắng gặp Kakashi chết rồi, ung dung không vội, chậm rãi nói chuyện trời đất, thẳng đến Kakashi phục sinh, Răng Trắng cũng không có kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên hắn biết có phục sinh chi thuật chỉ là không nghĩ tới là người khác làm ra loại chuyện này nhưng là kia vây quanh kakashi quang mang răng trắng biết là phục sinh quang mang răng trắng tự sát đối với tuổi nhỏ kakashi hắn nhiều hơn thiểu thiểu sẽ có chút không yên lòng đây là làm cha thân rất bình thường ý nghĩ thế là dùng loại này cấm thuật đến cho kakashi sinh mệnh tăng thêm bảo hộ cũng không phải là không có khả năng Kakashi nhãn tình sáng lên rất nhiều nghi hoặc giống như bỗng nhiên ở giữa toàn bộ giải khai. Trên quyển trục tứ tượng phong ấn cũng làm cho Kakashi cảm thấy có chút thân thiết. Hít một hơi thật sâu, Kakashi để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Đã có tứ tượng phong ấn, tự nhiên là không cần không yên lòng seri nhân vấn đề, ngay cả cửu vĩ đều có thể phong ấn lại, như thế nào lại phong ấn không ở một con seri nhân? tứ tượng phong ấn không phải thi quỷ phong tẫn, cũng không cần linh hồn hiến tế. Như thế, mình bước đầu tiên cũng đã hoàn thành. Tứ tượng phong ấn tự nhiên không có khả năng một lần là xong, còn lại liền là chậm rãi nghiên cứu. Kakashi tướng tứ tượng phong ấn ghi lại, sau đó liền đem nó phá hủy, quyển trục này tồn tại là cái rất lớn tai họa ngầm, Kakashi không cách nào giải thích nếu như bị người khác phát hiện. Cũng là một cái phiền toái rất lớn. Tương lai nếu như bị người phát hiện Kakashi sẽ tứ tượng phong ấn, còn có thể nói là tứ đại Hokage giáo thụ, nhưng là quyển trục này nhìn liền có mấy chục năm lịch sử. Căn bản là không có cách giải thích, bởi vậy chỉ có thể phá hủy. Kakashi lại chọn lựa một chút lôi độn, liền rời đi căn này tầng hầm. Nằm ở trên giường, Kakashi chậm rãi sửa sang lấy suy nghĩ của mình cả hai linh hồn cũng đang từ từ dung hợp ấn theo tốc độ này kakashi đoán chừng hẳn là còn cần một tháng mới có thể hoàn thành loại này dung hợp đến lúc đó kakashi tinh thần lực sẽ hiện ra một loại bạo tạc thức tăng trưởng mặc dù hoài nghi mình là tộc uzumaki hậu duệ nhưng là mình xác thực không có loại kia nghịch thiên chakra lượng loại này phỏng đoán vẫn tồn tại rất lớn nghi vấn kakashi kia chưa hề gặp mặt mẫu thân đến cùng là thần thánh phương nào có thể được đến răng chẳng yêu thích nữ tử chắc hẳn cũng không phải là một cái bình thường nữ tử liên quan tới chính mình thân phận phỏng đoán kakashi chỉ có thể trước để ở một bên trước mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp đề cao chakra lượng Tinh thần lực phương diện, Kakashi chỉ có thể bỏ mặc tự do, trưởng thành theo tuổi tác, tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng, bây giờ linh hồn dung hợp để Kakashi tinh thần lực tăng trưởng tăng tốc. Tạm thời là không cần quan tâm, còn lại liền là tố chất thân thể. Chakra là trong tế bào năng lượng cùng tinh thần lực dung hợp, cho nên bây giờ có thể đề cao cũng chỉ có tố chất thân thể mà tố chất thân thể phương diện này, chỉ sợ không ai có thể cùng hậu kỳ mở 8 môn gai tương đề tịnh luận. Cain vì tự thân nguyên nhân, tinh thần lực không cao, biểu hiện được có chút chất phác vụng về, thậm chí ngay cả người danh tự đều không nhớ được, đến mức chakra tu luyện không tốt. Nhưng là có lẽ chính là bởi vì như thế, tại thể thuật phương diện, gai có người khác khó mà với tới kinh khủng thiên phú. Hoàn toàn xứng đáng Hokage đệ nhất nhân. Nếu như có thể cùng Gai cùng nhau tu tập thể thuật, nhất định tiến bộ không nhỏ. Quyết định, ngày mai bắt đầu cùng Gai cùng một chỗ tu hành thể thuật. Lấy Kakashi cùng Gai quan hệ, điểm này đơn giản không hề khó khăn, nói không chừng Gai sẽ còn cùng Kakashi tỉ thí ai huấn luyện càng nhiều, giảm cầm địa càng lâu hai cá nhân huấn luyện chung lấy được hiệu quả thường thường lại so với độc tư tu luyện muốn tốt rất nhiều nguyên nhân rất đơn giản giữa hai người tương hỗ đọ sức không người nào nguyện ý lạc hậu người khác một bước nhất là gai cùng kakashi loại này tướng đối phương xem như bằng hữu tốt nhất cùng đối thủ người hokage chi tối cường kakashi mặc uyên cửu nghiễn tu luyện nghe chọn bộ tại mê audio com trời mới vừa tờ mờ sáng kakashi đã rời giường toàn thân áo đen hộ chán che khuất mắt trái mặt nạ màu đen tướng tuấn mỹ gương mặt che khuất nhìn xem bên giường răng trắng đoản đao kakashi nghĩ nghĩ vẫn là đem nó vác tại trên lưng răng trắng đoản đao tại thần không côn chi chiến đứt gãy nhưng là kakashi vẫn là đem nó giữ ở bên người trùng sinh kakashi cũng không quen thuộc sử dụng đoản đao ngắn vũ khí có kunai là được rồi Đao thuật vẫn là phải dùng trường đao rất nhiều, răng trắng đao thuật dùng trường đao đồng dạng có thể sử dụng. Về sau đi tượng chi quốc tướng răng trắng đoản đao chế tạo lần nữa thành một thanh hảo đao đi, răng trắng đoản đao cũng là có thể truyền chakra kim loại chế tạo thành. Kakashi đứng dậy đi ra ngoài, hướng phía gai trong nhà đi đến. Đường Kakashi đi đến gai cửa nhà thời điểm, cửa vừa vặn mở ra. Gai nhìn thấy Kakashi, rõ ràng sừng sốt một chút, muốn biết, bình thường Kakashi đều là trốn tránh mình, hôm nay thế mà chủ động tới cửa. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Gai vẫn là rất nhiệt tình, nha, Kakashi, lên được sớm như vậy, quả nhiên, thanh xuân là không thể cô phụ, ngày mai ta muốn năm điểm liền. Nói, Gai nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập nhiệt tình hỏa diễm. Kakashi thấy thế biểu thị im lặng, mặc dù kiếp trước tại anime trông được nhiều, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút im lặng. Gai, hôm nay chúng ta cùng đi tu hành đi. Nha Kakashi, người thế mà chủ động tìm ta tu hành, đây chính là thanh xuân nhiệt tình a, tới đi, chúng ta tới trước tỉ thí ai trước vòng quanh thôn chạy xong 200 vòng. Gai nói xong, không đợi Kakashi đáp lời, liền phối hợp chạy đi kakashi bất đắc dĩ nhưng nếu là đến cùng gai tu hành tự nhiên là không có kéo xuống đạo lý gai chạy rất nhanh nhưng kakashi cũng không có kéo xuống hai người một trước một sau vòng quanh konoha thôn bên ngoài bắt đầu chạy bộ sáng sớm nhà kakashi ngươi làm sao chậm như vậy tiếp tục như vậy ta cần phải thắng ngươi a à, ta cũng sẽ không thua ngươi gai kakashi nói liền tăng tốc đi theo gai bước chân hai người sánh vai cùng đây mới là kakashi thực lực sao ta cũng không thể thua đây mới là thanh xuân a nói gai lại tăng tốc độ kakashi không cam lòng yếu thế đồng dạng ra tốc tiến lên sau hai canh giờ kakashi cùng gai tại thứ bảy sân huấn luyện ngừng bước chân kakashi lúc này đầu đầy mồ hôi trên thân càng là cảm giác một trận hư thoát suýt nữa đứng không vững mà gai mặc dù cũng đầy nhức đầu mồ hôi nhưng lại còn có thể đứng người lên hô, hô, thật không hổ là ta cả đời đối thủ, hoàn mỹ hoàn thành chạy bộ sáng sớm, lần này xem như ngang tay, tiếp xuống, chúng ta cùng một chỗ làm một ngàn cái trống đẩy đi. Gai thở hồn hển nói xong, một khắc cũng không có ngừng, liền nằm dạp trên mặt đất ngồi dậy chống đẩy. Kakashi khóe mắt không khỏi kéo ra, cái này gai tinh lực thật sự là tràn đầy đến đáng sợ, chỉ sợ cũng chính là loại này toàn cơ bắp thức tu luyện mới có thể để cho gai tại cuối cùng mở ra kinh khủng thứ 8 cửa, để trở thành lục đạo ban đều suýt nữa, không phải đối thủ, không hổ là kém chút đá ra đại kết cục nam nhân. Lấy mạng sống ra đánh đổi thứ 8 cửa, loại kia uy lực, làm cho người sợ hãi. Kakashi nghĩ như vậy, động tác cũng không có dừng lại, mặc dù thân thể đã mười phần nặng nề, nhưng là Kakashi vẫn là đang không ngừng nghiền ép lấy thể lực của mình. Lúc này Kakashi tại thể thuật phương diện, kỳ thật đã bị gai chỗ siêu Việt, hai năm hoang phế, để Kakashi thực lực tiến bộ chậm chạp, lúc này, càng phải giành giật từng dây địa bù lại. Cường đại tố chất thân thể mới có thể chế tạo ra khổng lồ chakra, cho nên, mặc kệ nhiều mệt mỏi, Kakashi đều muốn kiên trì, không phải, cuối cùng vẫn muốn rơi vào người qua đường giáp hạ tráng. Đã đi tới thế giới này, lại thế nào khả năng không làm chút gì đâu? mồ hôi không ngừng mà theo gương mặt chảy xuống, Kakashi hô hấp càng ngày càng gấp rút, thể nội chakra cũng bắt đầu sao động bất an, không ngừng mà ở trong kinh mạch tán loạn. Vì đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả, Kakashi cũng không có sử dụng chakra, mà là đơn thuần nhất thể lực rèn luyện. Nhà, Kakashi, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta nếu lại làm một ngàn cái đá chân. Gai nhiệt huyết địa gầm thét lên. Kakashi lại không có trả lời, siêu việt thể năng cực hạn Kakashi ý thức dần dần có chút mơ hồ, nhưng là thân thể vẫn còn duy trì đồng dạng tần suất không ngừng mà ngồi chống đẩy. Lúc này, Kakashi phảng phất là lấy thứ hai thị giác đang nhìn mình thân thể, mà thể nội chakra không ngừng mà tràn vào bộ phận cơ thịt bên trong, bổ sung thể lực tiêu hao. Thật lâu, Kakashi hao hết tia khí lực cuối cùng, con mắt tối đen nằm trên đất. Kakashi, Kakashi, người thế nào, gai vội vàng tiến lên hỏi. Lúc này Kakashi bởi vì thể lực hao hết đã lâm vào hôn mê. Vừa mới phụ thân Kakashi thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng, linh hồn cũng không có hòa hợp hoàn tất như vậy cường độ cao huấn luyện trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Bởi vậy bất tỉnh đi qua. Gai gặp gọi không dậy Kakashi, có chút nóng này, đành phải tướng Kakashi đeo lên, đưa đến Konoha bệnh viện. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo, huấn luyện cũng phải có cái độ, đây coi là cái gì? Tù luyện tiến bệnh viện, Konoha bệnh viện, một cái bạch hồ tử ra ra chính đối gai gầm thét lên. Gai liên tục cười làm lành ngoài ý muốn, ngoài ý muốn để Kakashi tại bệnh viện nghỉ ngơi một chút, ta kiểm tra một chút, nhìn có không có vấn đề khác. Bạch hồ tử lão ra ra nói, liền để trợ thủ tướng Kakashi mang tới phòng trị liệu. Gai đành phải đợi ở bên ngoài, chờ lấy Kakashi ra. Lúc này Gai tự nhiên là không có tâm tình lại đi tu luyện. ừm. Kakashi kêu lên một tiếng đau đớn, rốt cục tỉnh lại, nhìn trước mắt xa lạ trần nhà, Kakashi không khỏi có chút không có kịp phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trắng noãn ga giường, nửa mở cửa sổ. Đây là bệnh viện, Kakashi phản ứng lại, biết mình tại tu hành thời điểm choáng đi qua. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ thầm nghĩ thật sự là quá kém lần thứ nhất tu hành đã đến bệnh viện xem ra chính mình còn không có thích ứng thân thể này a à. lúc này cửa mở u kakashi ngươi tỉnh rồi cảm giác thế nào gai quan tâm hỏi không có thập bao lớn sự tình liền là cảm giác có chút dã rời kakashi ngươi thế nào làm sao lại choáng đi qua quá lâu không nhúc nhích đi Kakashi, ta biết tứ đại Hokage đại nhân chết đối ngươi đà kích rất lớn, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này đối với mình, thanh xuân là muốn dùng để thoải mái, gai cầm nắm đấm, kích động nói. Này, này, ta biết, Kakashi biết gai hiểu lầm cái gì, nhưng mình cũng không tốt giải thích, dù sao mình là bởi vì linh hồn hòa hợp quan hệ, dẫn đến không có thích ứng mới choáng đi qua. Kakashi, ta vĩnh viễn đối thủ, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau huấn luyện, cùng ngươi huấn luyện chung, ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." Gai trong mắt tản ra cuồng nhiệt chiến ý, "Ta biết Gai." Đối mặt tinh lực đầy cách Gai, Kakashi có chút bất đắc dĩ, cảm giác được thân thể đã khôi phục địa không sai biệt lắm, Kakashi xuống giường quyết định về nhà. "Kakashi, ngươi đi nơi nào?" Gai nghi ngờ nói tự nhiên là về nhà a à, sắc trời đều tối xuống lưu tại bệnh viện qua đêm sao ngạch cũng là chúng ta cùng đi ăn cơm đi gai nói bụng đúng lúc đó vang lên kakashi nghe vậy có chút cảm động hắn biết gai một mực giữ vững chính mình cũng không có ăn cơm tốt đi thôi ta mời ngươi ăn ichiraku ramen thật sao thật không hổ là ta cả đời đối thủ